Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng bước sang bài số 14 của chúng ta với chủ đề là so sánh giữa hai tiểu từ ân nhân và nhóm tiểu từ y can. Chắc hẳn là tất cả các bạn học sơ cấp, không chỉ là các bạn học sơ cấp mà còn là những các bạn mà đã học đến trung cấp và nhiều khi là những các bạn đi làm rồi, các bạn đôi khi vẫn có cái sự nhầm lẫn giữa hai cái nhóm tiểu từ ân nhân và y can này. Và kể cả đến bản thân của người Hàn, tại vì là cái sự khác nhau giữa hai nhóm tiểu từ này rất là nhỏ nên là đôi khi người Hàn họ cũng dễ nhầm lẫn. Chính vậy hôm nay cô sẽ đi vào so sánh cho các bạn là trong những cái trường hợp nào mà chúng ta sẽ dùng tiểu từ ân nhân và trường hợp nào chúng ta sẽ dùng tiểu từ y ca. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào so sánh hai nhóm tiểu từ ân nhân và y ca. Đầu tiên chúng ta sẽ xét về tên gọi. Y ca được gọi là tiểu từ chủ ngữ. Nó sẽ gắn với cái danh từ, cụm danh từ hoặc là đại từ ở trong câu và xác định rằng là cái danh từ, cụm đại từ đó là chủ ngữ. Và ân nhân được gọi là tiểu từ bổ trợ. Và nó cũng gắn với cả những danh từ, cụm danh từ hay là đại từ để bổ nghĩa, để xác định rằng là cái danh từ tiểu từ đó cũng là chủ ngữ trong câu. Tuy nhiên nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi, được gọi là tiểu từ bổ trợ. Và chắc hẳn như các bạn đều biết rằng là khi nào chúng ta sử dụng y ca và khi nào chúng ta sử dụng ân nhân rồi đúng không ạ? Đối với cả những cái từ mà có bắt chim, tận cùng mà bắt chim thì chúng ta sẽ dùng y. Ví dụ như là chúng ta có khá bằng nghĩ, check kỹ. Và những cái từ mà không có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với ca. Chúng ta có si ghế ca, cái đồng hồ, ừ cha ca, cái ghế. Và tương tự đối với những từ mà có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với ân, đi với ân. Và không có bắt chim chúng ta sẽ đi với nhân, đúng không ạ? Chúng ta có khá bằng ân, check kinh vì là có cái bắt chim yên ở đây và kiok ở đây. Chúng ta sẽ đi với ân. Và si kê nín ừ cha nín, chúng ta thấy ở đây là nguyên âm không có bắt chim, vì vậy chúng ta sẽ đi với nín đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đi vào so sánh chi tiết cụ thể cái sự khác nhau giữa nhóm tiểu từ y ca và nhóm tiểu từ ân nín. Và cái sự khác nhau đầu tiên đó là cái tiểu từ chủ ngữ y ca được sử dụng khi chúng ta muốn đưa ra một cái thông tin mới. Thông tin mới có nghĩa là cái thông tin đấy chưa xuất hiện bao giờ, cả người nói và người nghe đều chưa biết về cái thông tin đó. Còn đâu ân nhân thì được sử dụng khi mà chúng ta muốn đề cập một cái thông tin cũ, có nghĩa là cái câu trước đấy chúng ta đã nhắc đến cái thông tin đấy rồi và bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại, mở rộng ra thôi. Để cho các bạn dễ hình dung, cô sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên là 그 사람이 짱쌤이에요. 짱쌤은 착합니다. 착합니다. Ở đây chúng ta có câu là gì? Cái người đó là cô giáo Trang. Người đó là cô giáo Trang. Cô Trang thì hiền lành. Thế thì đầu tiên khi mà hai bạn nói chuyện với nhau và bạn ấy chỉ ra một cái người đằng kia và một cái người là cô, người đó là cô Trang. Thế thì cả người nói và người nghe đều chưa biết cái người đó là ai. Chính vậy chúng ta sẽ dùng là 그 사람이. Thông tin chưa được nhắc đến mới xuất hiện lần đầu tiên. Đó, và câu sau là 장쌤은 착합니다. Cô Trang thì hiền lành. Thế thì đến lúc này thì cả người nói và người nghe đều biết là cô Trang là ai rồi, là cái người đằng kia rồi. Thế thì nó là một cái thông tin cũ rồi, đã đề cập rồi, đề cập trước đến trước đấy rồi thì sẽ nói là 장쌤은, được chưa ạ? 장쌤은. Tiếp theo chúng ta xét cái ví dụ số 2. 강아지가 의자 위에 있어요. 그 강아지는 귀여워요. Con chó thì ở trên ghế và con chó đó thì đáng yêu, 귀여워요, đáng yêu. Thế thì ở đây xét cái câu đầu tiên chúng ta chưa biết cái con chó đấy là con chó nào đúng không? Con chó con. Thế thì ở đây nó là con chó ở trên cái ghế, có thể là ngồi trên cái ghế, đứng trên cái ghế. Thì đó là một cái thông tin mới xuất hiện lần đầu tiên nên chúng ta sẽ dùng là 강아지가, được chưa? 강아지가. Và khi mà cả
Người nói và người nghe đều biết là cái con chó đều ở trên ghế rồi. Đã nhắc đến thông tin con chó rồi. Thế thì câu sau dùng là khư cá ngà chi nưng. Khư cá ngà chi nưng. Thế thì ở đây cả hai đều biết là cái con chó đó là con chó nào rồi. Là một cái thông tin cũ rồi. Một thông tin cũ rồi thì chúng ta sẽ dùng nưng. Chúng ta dùng nưng, được chưa? Một cái ví dụ thứ ba nữa là gì? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 제 이름은 창이에요. 제 이름은 창이에요. Bạn đầu tiên hỏi là gì? Tên của bạn là gì? Tên của bạn là gì? Thế thì đây là lần đầu tiên mà chúng ta nhắc đến cái tên đúng không? Chúng ta hỏi đến cái tên thì chúng ta sẽ nói là 이름이. 이름이 một cái thông tin mới. Và khi mà cái bạn kia bạn ấy nghe thấy hỏi tên của mình là gì rồi là cái việc hỏi tên là một cái thông tin mà đã đề cập rồi. Nó là một cái thông tin cũ. Thế thì sẽ nói là 제 이름은 nhắc lại đấy, 제 이름은 창이에요. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ dùng là 이름은, 이름은 một cái thông tin đã cũ rồi. Và đây cô cũng lưu ý với các bạn, chắc là nhiều bạn cũng thắc mắc là tại sao lúc thì dùng là 예요 đúng không? Lúc thì dùng là 이에요 đúng không ạ? Thế thì các bạn lưu ý nhé. Cái 이에요 và 예요 thì bản chất nó là cái đuôi câu của động từ이다. Động từ이다 là động từ to be. Giống giống động từ to be trong trong tiếng Anh. Đó, ita. Thế thì đối với cả những cái trường hợp mà chúng ta từ trước đây có phụ âm, có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với cả yêu. Ví dụ là sang yêu, san danh ni mi yêu. Còn đối với cả những cái trường hợp mà không có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với yêu. Các bạn lưu ý cách viết nhé. Yêu, yêu. Đó. Thế thì tổng kết cái sự khác nhau đầu tiên giữa ân nhân và y ca là y ca đưa ra một cái thông tin mới toanh, chưa xuất hiện bao giờ. Còn ân nhân là đề cập đến một cái thông tin cũ rồi, đã nhắc đến ở câu trước rồi. Tiếp theo, cái sự khác nhau thứ hai đó là y ca được dùng để miêu tả cho những cái sự vật sự việc cụ thể. Sự vật sự việc cụ thể. Còn đâu ân nhân là được dùng cho những cái sự vật sự việc nói chung chung, nói chung chung. Thế thì chúng ta sẽ xét vào cái ví dụ. Ví dụ bên này trước, chúng ta có sa qua nên pan cắt tả. Táo, táo thì màu đỏ, thường thì táo thì màu đỏ. Thế thì ở đây cái dùng khi mà dùng ân nhân này thì chúng ta sẽ hiểu cái trường hợp là ở đây chúng ta nói táo và nói chung. Ví dụ như là táo ở mọi nơi, nói chung chung cái chúng ta đều biết rằng là có một cái sự thật là táo thì có màu đỏ, ví dụ như táo chín thì có màu đỏ chẳng hạn. Thế thì câu thứ hai chúng ta có là khứ sa qua ca pan cắt tả. Khứ sa qua ca hắn pan cắt tả. Khi mà chúng ta nói là khứ sa qua ca thì ở đây là một cái quả táo cụ thể. Cái quả táo, vài quả táo cụ thể, ví dụ như là quả táo đó thì màu đỏ. Chẳng như gọi là chúng ta đi chợ, chúng ta mua, chúng ta có một bên là bầy táo màu đỏ, một bên là những táo xanh chưa chín. Thế thì chúng ta sẽ chỉ vào kia là táo kia màu đỏ. Thì đây là chúng ta đã nhắm ra cái đối tượng cụ thể rồi. Chúng ta đã xác định được cái đối tượng đấy là đối tượng nào rồi. Thế thì chúng ta sẽ dùng với IK. Còn đâu những cái đối tượng chung chung thì chúng ta sẽ dùng là ân nhân. Hoặc là ví dụ chúng ta nói là 바다는 푸르다. Puruta. Biển thì có màu xanh, nước biển màu xanh, biển màu xanh. Thì đây, đây mọi người là một cái khái niệm chung chung đúng không? Tất cả mọi người đều biết là biển thì nước biển thì có màu xanh, biển thì có màu xanh. Đó là một cái sự thật chung, một cái chân lý, một cái sự thật và mọi người đều đồng ý như vậy. Và câu sau chúng ta có là 이 바다가 푸르다. Cái biển này màu xanh thì đây chúng ta đã chỉ ra một cái đối tượng cụ thể. Ví dụ như là chúng ta có biển biển chết rồi là các loại biển có nhiều màu khác nhau nhưng mà chúng ta chỉ ra là cái biển này màu xanh. Đó, chúng ta chỉ rõ ra cái đối tượng đấy là cái đối tượng nào chứ không phải là nói chung chung, không phải là một cái điều mà mọi người hiển nhiên mọi người đều biết. Tiếp theo chúng ta xét cái ví dụ là cô tề ném xe nên chuaio, cô tề ném xe nên chuaio. Cái hương hoa thì thơm, chả cái hương hoa thì thơm. Thế bình thường chúng ta đều biết rằng là một cái điều hiển nhiên là hầu như hoa thì đều là có mùi thơm đúng không ạ?
có mùi thơm. Thế thì chúng ta nói là 꽃에 냄새는 좋아요. J�아요. Còn đâu cái câu ví dụ là chúng ta nói là 이 꽃에 냄새가 좋아요. Thế thì chúng ta không phải là một cái trường hợp chung chung nữa, mà đây chúng ta chỉ rõ ra là bông hoa nào. Ví dụ chúng ta chỉ là bông hoa đó, bông hoa này có mùi thơm, mùi thơm. Đó, ví dụ như là hoa hồng có mùi thơm hay là hoa lan có mùi thơm, chúng ta chỉ ra một cái loại hoa cụ thể chứ không còn nói chung chung nữa. Được chưa ạ? Thế thì các bạn biết là cái sự khác nhau thứ hai giữa cái nhóm tiểu từ ân nhân và y ca là ân nhân thì dùng cho sự vật sự việc nói chung, tổng quát, bao hùm, bao hàm. Còn y ca là một cái sự vật sự việc cụ thể. Đấy, khi mà chúng ta vẽ ra thì ví dụ như là chúng ta có một cái hình tròn như thế này chẳng hạn, thì cái hình tròn này là ân nhân, ân nhân. Và nó có một cái hình vuông bên trong này, thì bên trong này sẽ là y ca, là cái sự vật sự việc cụ thể trong cái nhóm chung như này nhá. Thế thì các bạn cứ nhớ là y ca thì dùng cho một cái đối tượng cụ thể, còn đâu ân nhân thì dành cho những cái sự vật sự việc nói chung. Nhiên tiếp theo, cái sự khác biệt thứ ba giữa nhóm tiểu từ ân nhân và y ca đó là y ca thì để nhấn mạnh cho chủ ngữ, để mà nhấn mạnh cho chủ ngữ, còn ân nhân thì nhấn mạnh cho vị ngữ, nhấn mạnh cho chủ ngữ. Y ca nhấn mạnh cho chủ ngữ, ân nhân nhấn mạnh cho vị ngữ. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn đề cập đến cái chủ ngữ, chúng ta muốn nêu bật, muốn nổi bật, hoặc là cái chủ ngữ đấy là cái câu trả lời cho cái câu hỏi. Ví dụ như là ai ăn bánh, tôi ăn bánh. Thế thì ở đây cái người hỏi muốn hướng đến là ai, đúng không? Muốn hỏi cái đối tượng nào đó, chứ không phải là muốn hướng đến cái vị ngữ là ăn bánh. Đó. Còn ân nhân thì là để nhấn mạnh vị ngữ. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cái ví dụ đây. Chúng ta sẽ xét cái ví dụ là gì? 누가 선거지 했어? 누가 선거지 했어? Ai đã rửa bát? Ai đã rửa bát? Thế thì bạn ấy nhỏ trả lời là 수지가 했어. 수지가 했어. Bạn 수지 đã rửa bát. Thế thì ở đây người hỏi muốn hỏi là ai, cái y ca nhấn mạnh vào chủ ngữ sẽ trả lời cho cái câu hỏi là ai. Ai, ai đã rửa bát, ai đã rửa bát. Thì ở đây cái người hỏi muốn quan tâm đến cái đối tượng, đúng không ạ? Muốn quan tâm đến cái chủ ngữ, muốn hỏi xem là ai rửa bát, Suchi hay là Minho hay là Yuna. Đó, chọn ra những cái đối tượng đấy. Chứ người hỏi không quan tâm đến cái vị ngữ, không quan tâm đến cái vị ngữ rửa bát này, mà chỉ muốn quan tâm đến cái chủ ngữ là ai là người đã rửa bát. Hoặc là chúng ta nói câu là ai đã làm vỡ cái đĩa, ai làm vỡ cái đĩa. Thế thì ở đây là chúng ta muốn trả lời cho câu hỏi là ai, ai làm vỡ chủ ngữ. Chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái chủ ngữ. Và nếu mà khi mà chúng ta dùng ân nhân, ví dụ như chúng ta có câu là 수지는 수지는 지금 뭐 했어요? 수지는 지금 선거지 하고 있어요. 수지는 지금 선거시 하고 있어요. Suji đang làm gì? Suji đang rửa bát. Thế thì đối với ân nhân nhấn mạnh do vị ngữ thì sẽ trả lời cho câu hỏi là cái gì, làm cái gì, cái gì. Thế thì ở đây người ta lại không, bạn ấy lại không quan tâm đến cái chủ ngữ bạn Suji nữa, mà bạn ấy chỉ đang muốn quan tâm đến cái vị ngữ là bạn Suji, bạn ấy đang làm cái gì, bạn ấy đang làm gì. Ví dụ như là bạn ấy đang rửa bát, hay bạn ấy đang xem phim, hay là bạn đang uống cà phê, hay đang gặp bạn bè. Thế thì ở đây là muốn nhấn mạnh vào cái vị ngữ, muốn nhấn mạnh vào cái vị ngữ, chứ không quan tâm đến cái đối tượng sushi này nữa. Đó. Thế thì ika nhấn mạnh chủ ngữ và thường trả lời cho câu hỏi là ai, và nnen nhấn mạnh cho vị ngữ và thường trả lời cho câu hỏi là cái gì, làm cái gì, cái gì. Tiếp theo có hai cái câu. Ở đây là 제가 짱입니다 và 저는 짱입니다. Ví dụ đối với câu 저는 짱입니다 là câu để giới thiệu. Giới thiệu tôi là Trang. Tôi là Trang. Khi mà nói là tôi là Trang thì có nghĩa là ở đây người ta quan tâm đến cái vị ngữ, muốn nhấn mạnh cái vị ngữ, muốn hỏi là
muốn nói là tôi là cái tên của tôi là Trang, tôi là Trang, tôi là Trang chứ không phải là Hoa, là Văn, là Vũ, là Yuna, Yuchin gì đấy. Đó, thì ở đây sẽ không quan tâm đến cái trò nhân, không quan tâm đến tôi, không quan tâm đến cái đối tượng chủ ngữ tôi, mà quan tâm đến cái vị ngữ là Trang, muốn nhấn mạnh vào là tên là gì, tên là gì. Thế còn cái trường hợp là 제가 창입니다. 제가 창입니다. Ừ. Tôi là Trang. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đặt một cái văn cảnh là gì? Có cô giáo sẽ đến lớp, và cô giáo đến lớp, cô giáo muốn tìm cái bạn Trang, nhưng mà trong lớp thì có rất là nhiều bạn Nam, Hoa đó, hay là Hà chẳng hạn. Thế thì cô giáo hỏi là ai tên là Trang? Ai tên là Trang? Thế thì ở đây là cô giáo muốn hỏi, muốn nhấn mạnh đến cái chủ ngữ ai, trả lời cho câu hỏi ai. Thế thì bạn giơ tay, của bạn giơ tay nói là 제가 창입니다. Ừ. Tôi, ừ, em là Trang đó. Thế thì ở đây lại nhấn mạnh vào cái chế ca chính là em là Trang chứ không phải là người khác đó. Thì ở đây chúng ta lại nhấn mạnh vào cái chủ ngữ chính là em chính là Trang. Còn đây ân nhân thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là cái gì, ví dụ như là tên của bạn là gì, tên của bạn là gì, thì nó là tôi tên là Trang hoặc là em tên là Trang. Đó, thì ở đây chúng ta quan tâm đến cái từ cái tên nhiều hơn, muốn biết cái tên nhiều hơn. Thế thì còn ở đây câu chế ca Trang như mì tà thì muốn quan tâm đến ai là Trang, muốn tìm ra cái người tên là Trang là gì, thì lại nhấn mạnh đến cái chủ ngữ, được chưa? Chứ họ không quan tâm đến cái tên cái Trang, mà chỉ muốn quan tâm ai, cái đối tượng nào là cái người tên là Trang đấy. Tiếp theo chúng ta có câu là checky chè mì tà. Checky, chè mịt tả, cuốn sách thì thú vị, cuốn sách thì thú vị. Và chúng ta có câu check in chè mịt tả. Check in chè mịt tả. Thế đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái câu là check in chè mịt tả, là chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái vị ngữ, chúng ta muốn nói là cái cuốn sách này thú vị, cuốn sách này thú vị. Thế thì ở đây có nghĩa là cái cuốn sách này chúng ta muốn muốn thể hiện rằng là nó là cuốn sách hay, thú vị. Hay đó, chúng ta quan tâm đến nội dung là cuốn sách này như thế nào, cuốn sách này thế nào, thì là cuốn sách này hay đó, trả lời cho câu hỏi như thế nào. Thế còn ở đây là checky chè mịt tả, thì khi mà chúng ta nói là checky thì chúng ta sẽ có thể đặt ra một cái cạnh là gì, có cái cuốn sách này, cuốn từ điển này, có cuốn sách, cuốn từ điển, cuốn truyện tranh chẳng hạn đó, thì có ba bốn cái cuốn như vậy. Thế thì cái cuốn cuốn nào là cuốn thú vị? Thế thì cái cuốn sách, sách là cái cuốn hay, là cái cuốn đọc hay, chứ không phải là từ điển hay là không phải là truyện tranh đó. Thì trong cái trường hợp này thì lại check key là muốn nhấn mạnh vào cái chủ ngữ, muốn nhấn mạnh vào cái chủ ngữ, được chưa? Thế thì cái sự khác biệt thứ ba các bạn lưu ý là nếu mà khi mà các bạn muốn nhấn mạnh vào chủ ngữ và trả lời cho câu hỏi ai ai, thì chúng ta sẽ dùng ik. Và khi các bạn muốn nêu bật cái vị ngữ, muốn nhấn mạnh vào cái vị ngữ đang làm gì hay là cái gì gì, thì các bạn sẽ dùng nên, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta có dùng ik, tiểu từ ik với cái dạng itta hoặc là okta hoặc là manta. Manta là nhiều đấy, có hoặc không có cái gì. Công thức của chúng ta đã có rồi, danh từ cộng với ika cộng với cả itta hoặc là opta. Ví dụ chúng ta có là sawaka isayo, có táo. Thế thì các bạn cứ thấy là có cái động từ itta, opta, manta, manta là nhiều, thì chúng ta sẽ đi với ika, coi như là nhớ như một cái công thức đi. Tiếp theo chúng ta có ví dụ là hakkyo e chekchangi isumita, ở trường có bàn, check sang là bàn. Thế thì chúng ta đã có cái từ itta, itta thì chúng ta sẽ đi với y đó, check sang y, có bắt chim đi với y. Tiếp theo nengchang cô ca opsmita, nengchang cô là tủ lạnh, không có tủ lạnh đó, chúng ta thấy opta đây thì chúng ta sẽ đi với ka, được chưa? Cái trường hợp là y ka dùng với itta opta thì các bạn lưu ý là các bạn nên ghi nhớ. Và đối với ân nhân, chúng ta sử dụng ân nhân khi nào? Chúng ta sử dụng ân nhân khi mà chúng ta muốn so sánh, đối chiếu hai cái sự vật, sự việc với nhau, muốn so sánh vật này với vật kia, người này với người kia. Đó, thì chúng ta sẽ dùng ân nhân. Xét cái ví dụ là
지영은 사과를 좋아해요. 그런데 수시는 사과를 안 좋아해요. Ở đây câu này là gì? Chiong thì thích táo nhưng Sushi thì không thích. Đó là hai cái sự vật sự việc đối chiếu so sánh với nhau. Bạn Chiong thì bạn ấy thích táo nhưng mà bạn Sushi thì bạn ấy không thích. Thì chúng ta đang so sánh hai cái bạn này, hai cái sở thích của bạn này với nhau. Hoặc là có thể là bạn Chiong bạn ấy thích táo nhưng mà bạn Sushi thì bạn lại thích cam chẳng hạn. Đó, trong hai cái câu so sánh như vậy. Hoặc là chúng ta có cái ví dụ thứ hai là 오늘은 일안 해도 돼요. 그런데 내일은 일해야 돼요. Hôm nay thì không cần phải làm việc, nhưng 그런데 là từ nối nhưng, ngày mai thì phải làm. Đó, so sánh hôm nay đối chiếu, hôm nay thì không phải làm nhưng mà ngày mai phải làm, thì chúng ta thấy hai cái sự vật sự việc đem ra đối chiếu với nhau. Hoặc là khi mà chúng ta nói là gì? 오늘은 날씨가 좋아요. Hôm nay trời đẹp. Thế thì khi mà chúng ta nói là 오늘은 thì là chúng ta muốn so sánh với cả cái thời tiết hôm nay với thời tiết hôm qua chẳng hạn. Hôm nay trời đẹp nhưng mà hôm qua trời mưa chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta dùng ân nên khi mà muốn so sánh đối chiếu, được chưa ạ? So sánh đối chiếu. Các bạn nên lưu ý cái ngữ pháp này. Tiếp theo, và thường thì chúng ta dùng ân nên để giới thiệu. Giới thiệu và thường là chỉ người, ví dụ giới thiệu tên tuổi quốc tịch chẳng hạn, nghề nghiệp, cho nên trang nghi mì ta, cho nên hân quốc xuân danh nghi mì mì ta. Đó thì thực ra cái ngữ pháp mà ân nên dùng để giới thiệu này nó lại cũng quay về cái trường hợp mà nhấn mạnh vào chủ ngữ hay là vị ngữ. Thì như các bạn biết là ân nên thì nhấn mạnh vào vị ngữ đúng không, vị ngữ. Thế thì khi mà chúng ta giới thiệu bản thân, khi mà chúng ta giới thiệu người thì chúng ta muốn tập trung vào cái vị ngữ hơn đúng không? Chúng ta muốn tập trung, muốn thông tin. Chúng ta muốn thông tin tên tuổi này, quốc tịch này, nghề nghiệp. Thế thì chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái vị ngữ, cái thông tin hơn là cái đối tượng đúng không? Đương nhiên ai cũng biết là tôi đang nói là ai rồi, tôi đang giới thiệu rồi. Thì họ không cần quan tâm đến tôi nữa, mà chỉ cần quan tâm đến cái vị ngữ thôi, cái vị ngữ đằng sau. Đó, thì sẽ dùng ân nên. Vẫn lại quay trở về cái nhấn mạnh vào chủ ngữ hay là vị ngữ. Vậy thì tổng kết cái bài ngày hôm nay, các bạn đã biết được là những cái trường hợp nào mà chúng ta sử dụng ân nên, những cái trường hợp nào mà chúng ta sử dụng y ca rồi đúng không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ vận dụng cái ngữ pháp ân nên y ca chúng ta vừa học để đi vào luyện tập. Đi vào luyện tập. Ở đây chúng ta có câu là gì? 오는 점점점 무슨 요일이에요? 오는 점점점 토요일이에요. câu 2. 테이블 위에 사과가 점점점 있어요. 그 사과 점점점 맛있어 보여요. Tiếp theo, câu tiếp theo là 품질 점점점 좋은데 가격 점점점 너무 비싸요. 봐, 교황 점점점 어디예요? 제 교황 점점점 제주도예요. Thế thì những cái câu trên, câu nào dùng y, ca, câu nào dùng ân, nên các bạn hãy thử luyện tập và làm xem. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chữa phần luyện tập. Câu đầu tiên chúng ta có là gì? 오늘이 무슨 요일이에요? Hôm nay là thứ mấy? Thế thì ở đây là lần đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc đến cái đối tượng 오는, hôm nay. Thì chúng ta sẽ dùng y đúng không ạ? Và câu thứ hai, 오늘은 토요일이에요. Hôm nay là thứ bảy. Thế thì cái từ 오는 đây là lần thứ hai chúng ta nhắc đến. Chúng ta đã đề cập rồi, chúng ta đã biết đến rồi. Thế thì sẽ dùng là 오늘은, được chưa ạ? Câu thứ hai là 테이블 위에 사과가 있어요. 그 사과는 맛있어 보여요. Ở trên bàn có táo và quả táo đó trông có vẻ ngon. Trông có vẻ ngon, cái ngữ pháp mà a o này là có vẻ. Thế thì ở đây chúng ta thấy có itta. Chúng ta cứ nhìn thấy có itta, opta là chúng ta sẽ đi với cả i hoặc k. Hoặc là một cái trường hợp thứ hai là đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta nhắc đến cái từ, chúng ta biết đến cái đối tượng quả táo. Quả táo nào? Quả táo ở trên bàn.
Đó, lần đầu tiên xuất hiện thì chúng ta dùng với ca, y ca. Và tiếp theo khứ ra qua nên. Thế thì ở đây chúng ta đã biết quả táo đấy là quả táo gì rồi, được nhắc đến lần thứ hai rồi, thế thì chúng ta sẽ dùng là nên, được chưa ạ? Tiếp theo câu số 3, 품질은 좋은데 가격은 너무 비싸요. Chất lượng thì tốt nhưng mà giá cả thì quá đắt. Thế thì ở đây chúng ta là đang so sánh đúng không? Đang so sánh giữa hai nhóm, một là chất lượng so sánh với giá cả. Thì khi mà chúng ta muốn so sánh đối chiếu hai sự vật sự việc thì chúng ta sẽ dùng ân và nên. Đúng rồi, các bạn làm rất là tốt. Tiếp theo chúng ta có 고향이 어디예요? Quê của bạn ở đâu? Thế thì ở đây chúng ta muốn nhắm đến cái đối tượng hỏi là chủ ngữ là quê quán đúng không? Muốn hỏi là quê ở đâu? Và cái đối tượng mà muốn hỏi quê quán này cũng là lần đầu tiên được nhắc đến thì chúng ta sẽ dùng y, 고향이. Và tiếp theo bạn nói là gì? 제 고향은 제주도예요. 제주도예요. Ở đây các bạn có thể hiểu là hai cách. Thứ nhất là cái 고향 đây là lần thứ hai xuất hiện. Chị bên trên hỏi rồi thì bên dưới sẽ trả lời là 제 고향은. Và cái thứ hai là nó cũng là cái câu này muốn nhấn mạnh vào chủ ngữ, muốn nhấn mạnh là hỏi là cái quê hương của bạn là ở đâu đúng không? Thì là chúng ta muốn quan tâm đến cái câu trả lời là 제주도 là ở đảo Jeju. Đó, ở đảo Jeju thì ở đây cũng là nhấn mạnh vào vị ngữ. Vị ngữ muốn biết rằng là cái quê hương ở đâu? Quê hương ở Jeju. Đó. Vậy thì các bạn đã hôm nay các bạn đã so sánh được giữa hai cái nhóm tiểu từ ân nên và y ca rồi, và các bạn cũng đã biết là trong cái trường hợp nào mà chúng ta sử dụng ân nên và cái trường hợp nào chúng ta sử dụng y ca. Thì đôi khi có những cái trường hợp mà cái sự khác nhau giữa ân nên với y ca thì là rất là ít thôi, và chúng ta cần để ý và rút ra những cái kinh nghiệm khi nào sử dụng ân nên, khi nào sử dụng y ca để cố gắng làm sao cho đúng, cho tự nhiên nhất. Thực ra thì đôi khi mà ân nên y ca chúng ta dùng thì cũng không không hẳn là quá sai, tuy nhiên thì nó không tự nhiên thôi, không tự nhiên thôi, không tự nhiên như với người Hàn. Dù sao thì các bạn cũng nên, chúng ta nên nắm bắt kỹ về hai cái nhóm tiểu từ này để làm sao để sử dụng cho tự nhiên nhất. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học lần sau. Suko jaseyo, yarabun.